chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm sữa đậu xanh. Nguyên liệu của sữa đậu xanh gồm có: đây là 100g đậu xanh mình đã ngâm rồi, và mình ngâm trong khoảng 4 tiếng thì đậu xanh của mình đã bóc vỏ được rồi. Và đây là sữa tươi có đường, 50g đường, vani. Trước tiên là mình đi đãi đậu xanh. Và đãi đậu xanh thì mình chà như vậy. Mình chà như vậy thì mình đãi dễ, là chà sát cái bàn tay xuống. Nếu mình không có đãi đậu xanh thì mình có thể mua đậu xanh đãi sẵn. Nhưng mà đậu xanh đãi sẵn thì nó không ngon bằng đậu xanh mình mua về mình đãi. Đậu xanh này thì nó béo và nó ngọt hơn, và nó sẽ lâu thiêu hơn. Và khi mình đãi thì mình cứ gần nó như vậy. Mình gần nó như vậy rất là dễ. Và ta tiếp tục ta chà tiếp. Mình để sát bàn tay xuống cái lá mình đã dễ lắm. Và mình ngâm đậu xanh thì mình không nên ngâm nước nóng, vì ngâm nước nóng thì đậu xanh sẽ mất vàng, sẽ mất cái màu vàng. Mình ngâm nước lạnh khoảng 4 tiếng là khi nào đãi được là mình đãi. Và mình còn ít thì mình nhặt. Vậy là mình đã đãi xong đậu xanh, mình tráng lại một nước nữa là xong. Và bây giờ ta tráng thêm một nước nữa là mình đã đãi xong đậu. Và mình cũng đãi rất mau, khoảng đã 4 phút 26 giây. Bây giờ mình đãi xong đậu rồi, ta bắt đầu nấu đậu xanh. Mình đổ nước vào đây. Mình đổ cho nước ngập vào đậu một chút. Và đậu xanh này cũng dễ nấu lắm. Trước tiên mình để lửa 2200. Bây giờ đậu xanh của mình sôi rồi thì ta giảm lửa 1000.
Và khi đậu xanh sôi thì ta mở nắp ra và ta cũng đậy lại thì đậu xanh mình sẽ ngon hơn. Mình không nên mở nắp vì mở nắp thì đậu xanh nấu nó sẽ không ngon. Đó, đậu xanh ta sôi ta mở nắp xong ta lại đậy lại thì đậu xanh nó sẽ chín đều và ngon hơn. Và bây giờ đậu xanh của mình nó sôi chỉ còn ít nước như vậy thôi, thì mình để số 1 số 100 thôi để cho đậu chín và mình đậy kín nắp lại. Mình để số 100 và mình đậy kín nắp lại để cho đậu chín. Và mình phải canh chứ nếu mình không canh thì nhiều khi đậu mình sẽ bị cháy. Ta có thể hấp đậu thì sẽ dễ nấu hơn. Nhưng mình thì lại thích nấu đậu chứ mình không thích hấp đậu. Cho nên là mình nấu. Nếu mọi người thích hấp đậu thì ta có thể hấp đậu thì sẽ tiện hơn. Và bây giờ đậu xanh của mình đã chín mềm rồi. Mình bóp ra như nêu nhuyễn như vậy là đậu đã chín rồi. Đậu mình nấu mình xay thành sữa thì mình không cần mềm lắm, như vậy là đã chín rồi. Và mình tắt bếp. Bây giờ thì mình mở đậu xanh mình nó nguội rồi, bắt đầu mình xay. Tiếp theo là mình đi xay đậu xanh. Bây giờ mình đổ đậu xanh vào đây. 250g đậu xanh đã nấu chín. Và mình để nguội mình xay, chứ mình để nóng thì mình xay cối nó, cái con dao của cối nó dễ bị cùn. Cho nên mình để đậu xanh nguội mình xay. Và đây là 300g sữa tươi. Cũng được mà 300ml cũng được. Mình thì cân cho nó dễ. Xanh này thì mình xay rất là nhanh. Và đây là 250g nước. Mình bỏ vô mình tráng cối. Và đây là 50g đường. Và mình bỏ vô một chút xíu muối thôi. Đậu xanh thì nó ít ăn muối, một rất là ít. Một đầu đũa muối nhỏ. Và mình cũng bỏ vô đây một đầu đũa vani. Mình có thể cho lá dứa, mà mình không cho lá dứa thì mình cho vani. Bây giờ ta bắt đầu đi nấu sữa. Lúc đầu tiên thì mình để lửa 2200. Và mình nấu đậu xanh thì mình phải quậy. Chứ mình không quậy thì nó dễ bị khét. Đậu phộng thì nó không có khét, ít có phải quậy, nhưng mà đậu xanh mình phải quậy liên tục. Và sôi khoảng 3 phút là chín. Bởi vì đậu xanh của mình nấu đã chín rồi. Bây giờ đậu xanh của mình sôi rồi, mình để cho sôi khoảng 3 phút là được. Và bây giờ mình thích ăn ngọt, mình cho thêm 20g đường nữa. Còn nếu mình không thích ăn ngọt thì mình cho 50g đường. Ta có thể cho thêm sữa đặc. Mình không ăn sữa đặc nên là mình không cho sữa đặc. Mình cho sôi 3 phút cũng được, 2 phút cũng được. Tại vì đậu xanh của mình nấu đã chín rồi. Thì bây giờ mình có thể sôi lên 2 phút là mình bắt ra.
Sữa của mình sôi đã được 3 phút rồi, ta tắt bếp. Bây giờ ta bắt đầu múc ra ta thưởng thức. Bây giờ mình uống nóng, mình có thể uống đá hay là mình bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Sữa đậu xanh này mình có thể thích uống đặc thì mình có thể nấu đặc hơn. Có thể mình nấu là 500g, tổng cộng là 500g. Đây mình nấu là tất cả là 850g. Nếu ta thích uống đặc thì ta có thể nấu 500g thôi, mình bớt sữa tươi đi hay là mình bớt nước nước lọc đi. Mình có thể cho thêm sữa đặc. Mình giảm sữa tươi đi, mình cho thêm sữa đặc. Vậy là ta đã hoàn thành sữa đậu xanh. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả mọi người. Xin chúc tất cả mọi người thành công.